xuống ra ngoài kia là phố hoang lạnh lẽ con phố lên đèn ba chiều quê số này đường về đêm chỉ có xe nhẹ này không xe nhẹ không chiếc là đường vào cả và không hề có màu xanh đi ngắm muốn về tóc xanh não hề và ta nghĩ về con đường mình đi nghĩa mình làm gì và tao nghĩ về những gì mình đã chọn những giờ phút này là đúng hay sai và những gì chúng ta đứng trên giờ phút này trên con đường đó tao là ai đâu đâu ngày tao sẽ về đến mức chúng mình đi đó phải hôm nay và có thể đó là ngày tao chết nhưng cái chết của tao cũng phải sợ hãi nhưng chút hơi thở cuối cùng và chẳng sợ hãi đến phút cuối cùng tao vẫn còn quá nhiều điều muốn viết lên trên giấy muốn kết thành khúc ca muốn cho người ta nhớ mãi thành tên ba ký tự vì âm nhạc thành tên tao biết là cả cuộc đời ta hủy nọ bay ốm tương tư một ngày những điều tương tự trong một hành trình như một ký tự thoải mái và tự tại nên tao viết là tao nhớ bao đo biết biết ngày trên từ vẫn nhớ là cứ xiết vào từng cơn ngoài bình yên và tự tại để nó không biết cần gì hơn và rap em nên tất cả không cần tôi biết một và đơn thoải mái và tự tại nên tao viết và tự đơn trên đường vắng nhớ lặng cứ xiết vào từng cơn ngoài bình yên và tự tại để nó không thiết thật gì hơn và hát bên lên tất cả không cần phải biết một và sơ và sao còn tự hào hip hop đi và đã đem lại như một chân lý mà chân lý thì không bao giờ ra nếu một thời hip hop không còn thì tức là đường phố không còn đường không còn từ trên lên ngang vô đọc của người nghệ sĩ khắp nẻo Sài Gòn và ngày đó cho ngày người ta đi xe hơi bay xe máy và dù có đi đến đâu những cảnh khổ cũng còn được thấy tờ vé số của những đứa trẻ đến bước buổi đời và chữ đẹp luôn cạnh chữ đời để không ai lên tiếng chung trời không còn để cái giang hồ và định nghĩa để cha phố thị bởi phố phân cấp này có sen vì ai cũng là hoa phố thị và hoa không tài quỷ để không em cảm giác đến đâu tình yêu là hình thủ và bất ngờ đến thiên phố và hãy còn xa và không phải dành cho con người nên âm nhạc sẽ luôn tồn tại để xóa cơn đau để cho mọi người để cho con người biết và để cho thất vọng tâm sẽ trở về không không phải người thoải mái và tự tại nên tâm quyết ngoài còn đó có đó với những người trên đường vắng nhau là tự nhiên vào từng cơn ngoài tình yêu và tự tại để nó không thiết thật gì hơn và rap đến tất cả không cần tên quý một và đơn thoải mái và tự tại nên tâm quyết ngoài còn đó có đó với những người trên đường vắng nhau là tự nhiên vào từng cơn ngoài tình yêu và tự tại để nó không thiết thật gì hơn và rap đến tất cả thoải mái và tự tại nên tao viết và còn